Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, bên mình lại giới thiệu một dòng phân tần mới nữa, phân tần chuyên tép loại 40W để anh em mình chế cho những dòng tép kèn như 250, 350 hoặc những dòng siêu tép, dòng tép giấy rất là hay. Mình giới thiệu anh em đây. Chiếc phân tần này 40W nên anh em quan sát đây rất là nhỏ, không hề to nhá. Anh em xem có tay cái này, nó thì to hơn tay cái một tí nhá, để anh em mình hình dung ra nó. Tất nhiên nó nhỏ như này và ít watt thì giá nó cũng sẽ là rẻ để anh em mình chơi nhá. Phân tần tép này có một cuộn seal nhỏ ở đây. Cuộn seal đây là cuộn seal anh em nhá. Tuy nhỏ nó có seal này, có cầu chì này và ta có cả tụ ở đây. Và phân tần đã được người ta hàn sẵn cho mổ dây khoảng 20cm hai đầu. Đây là dây của nhà máy họ hàn sẵn rồi nhá. Em quan sát đây, đều có kẹp hai đầu, họ làm cho mình ở đây. Cái đầu input là đầu đỏ đen, input đường vào đấy là đỏ đen, dây đỏ đen, đỏ là dương còn đen là âm. Đường xuất âm ra tép ta có một dây xanh và một dây đen. Dây xanh là dương, xanh bên phải là dương và đen là âm đó. Cũng như anh em quan sát đây thì sẽ đầu to sẽ là dương, đầu bé là âm. Với những cái phân tần này thì anh em mình lắp những dòng siêu tép như này, đầu tiêu tép hoặc những dòng tép 10 như này. Đó, ví dụ như con siêu tép của Bioner này, con siêu tép Hỏa Tiễn này này. Đó, loại mà họng nhôm mình nhá, anh em nghe thử nhá. Mình sẽ bật đoạn nhạc từ đầu cho nó anh em mình nghe. Đây, mình sẽ đấu một sợi âm đi ra này, đỏ này mình mới buộc thôi nhá. Buộc với cái này nó khác kiểu nên mình không hàn làm gì cả. Hoặc là không cắt ra làm gì, đấu lại làm gì cả. Bên này do con phân tần này qua con tép này là con tụ rồi nên mình đấu trực tiếp từ đây. Đây trực tiếp này anh em nhìn này, không qua tụ nữa nhá. Vì đây là con này người ta cho sẵn cái tụ. Anh em nghe này. Không qua phân tần, trong là cắt tiếng là sạch sẽ. Đây do mình đang đấu vào siêu tép nên tiếng tép nó lên cao, vì do nó là Hỏa Tiễn nhôm nên tiếng nó vào đây nó đanh, anh em mình nghe nó sẽ thấy nó cao sọt vót. Và phân tần tép này bên mình đang bán một đôi bao ship luôn là 130.000 anh em nhé. Một đôi như này, hai cái cả dây sẵn rồi là 130.000 để anh em mình về chơi cho những chiếc tép rơi 40W đổ lại. 40W đổ lại thì anh em vẫn có thể chơi cho kèn nhé. Kèn 350 đổ lại 250 chơi được. Vì sao mình không mà đánh hết mắc của cái kèn mà no. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video để được tư vấn vào một sản phẩm này. Anh em gọi cho mình qua số máy 0904 61 2323. Và xin chào anh em.